Hello mọi người, vừa rồi thì Neo Chung Pay đã ra mắt ở trên App Store cũng như là Google Play rồi. Ngày hôm nay thì Chúc Anh sẽ hướng dẫn mọi người cách để có thể thực hiện giao dịch dễ dàng mọi lúc mọi nơi bằng Neo Chung Pay nha. Đầu tiên thì chúng ta sẽ download ứng dụng ở trên App Store ha. Sau khi mình đã download ứng dụng xong thì mọi người chỉ cần thiết lập tài khoản, hoặc là nếu như mà mọi người đã có tài khoản rồi thì chúng ta sẽ đăng nhập nha. Cách để thiết lập tài khoản thì cũng vô cùng dễ dàng, giống như là mọi ứng dụng khác thôi. Ok, sau khi mà chúng ta đăng nhập thành công thì ở bên trong ứng dụng sẽ trông như thế này nha. Và ngay bây giờ thì mình có thể dễ dàng thực hiện giao dịch bằng cách đầu tiên là mình sẽ liên kết tài khoản ngân hàng. Để liên kết tài khoản ngân hàng vào thì ở đây chúng ta có vô vàn nhiều các lựa chọn khác nhau từ các ngân hàng quốc nội lẫn quốc tế. Sau khi mà mình đã liên kết tài khoản ngân hàng xong thì chúng ta sẽ tìm kiếm bạn bè của mình ở tại mục này nha. Ở đây thì Chúc Anh đã có sẵn một vài người bạn rồi. Bây giờ thì Chúc Anh sẽ hướng dẫn cho mọi người cách để có thể dễ dàng kết bạn. Đây ví dụ này, mình sẽ nhập tên của mình vào thôi là mình đã có thể dễ dàng kết bạn rồi. Và mình gửi friend request và mình cũng có thể thực hiện giao dịch dễ dàng ở ngay đây luôn. Bây giờ Chúc Anh sẽ thực hiện giao dịch thử cho mọi người xem nhé. Rồi, mình bấm xác thực. Ta-da! Chúng ta có thể dễ dàng thực hiện giao dịch mọi lúc mọi nơi. Mọi người thấy không nè? Vô cùng đơn giản đúng không? Tải ứng dụng Neo Chung Pay ngay trên App Store và Google Play nha!